Tại sao chúng ta ngần ấy năm niệm mà vẫn không được? Do không có tin, không có nguyện. Mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng, niệm cả đời cũng không thể vãng sinh. Niềm tin không kiên định, không phải chân tín, không phải chân nguyện. Chân nguyện là không thay lòng đổi dạ. Cứ một hướng ấy, một mục tiêu ấy, không có suy nghĩ nào khác. Đấy mới gọi là chân tín, chân nguyện. Vẫn còn nhiều vọng niệm, vọng tưởng. Đấy không phải. Đấy chỉ là kết pháp duyên với Phật A-di-đà, với thế giới cực lạc. Cả đời đi không được. Không giống với người thật sự muốn đi. Thật sự niệm Phật vãng sinh, người đó rất hài hòa gần gũi. Bản thân rất khiêm cung, cung kính với tất cả mọi người. Quý vị hỏi họ những gì, họ đều A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không biết thứ gì khác. Ta biết những người đó chắc chắn sẽ vãng sinh. Không được coi thường họ. Họ là đệ tử thực sự của Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc. Đời này chắc chắn sẽ vãng sinh. Trong tâm vẫn còn tạp niệm, trong tâm vẫn còn vọng tưởng. Thường dùng những mỹ từ, những điều ta làm là hoằng pháp lợi sinh. Những gì ta duyên dương là đại pháp tịnh tông, trên thực tế là họ chướng đạo. Không hiểu mình là ngoại, mà che lấp thánh đạo. Nếu không thâm nhập kinh tạng, làm sao biết được? Thâm nhập kinh tạng cần phải khiêm tốn. Không khiêm tốn, không khiêm hương, không thành kính, vẫn chưa học được gì. Ngày nay nghe cũng không hiểu. Phật có khả năng đó là bởi Ngài đã đoạn hết tập khí phiền não. Vì thế điều cuối cùng, có thể hết các khổ, lìa khổ được vui, đến cứu cánh viên mãn. Trừ sa môn, bà la môn, trời ma phạn, những người khác không thể chuyển được. Những điều này người khác không làm được. Đó gọi là thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Cần phải đoạn tất cả phiền não, khổ đã diệt. Trong báo cáo của Huệ Năng không có khổ. Cho chúng ta biết chân tâm của mình là thanh tịnh, không một chút nhiễm ô. Nói cách khác, khổ có từ ô nhiễm, không có ô nhiễm sẽ không có khổ. Rời khổ được là